Trang trại chuồn quế của ông Trịnh Đình Quang, thôn Sơn Làng, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước được xây dựng dưới tán cây chuồng trại thoáng mát. Ông Quang chia sẻ, nuôi chuồn quế phải chú ý đến chất nền, nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Chất nền phải đảm bảo tơi xốp, giàu dinh dưỡng, không quá ướt cũng không quá khô. Nền chuồng được rải một lớp phân bò dày khoảng 3-5 cm, cách một ngày cho chuồn ăn một lần. Thức ăn của chuồn là phân bò tươi hòa với nước, bơm vào bồn và rải trực tiếp xuống nền chuồng. Thường xuyên tưới nước vào nền chuồng ít nhất 2 ngày một lần. Sau 6 tháng nuôi, cho thu hoạch một mẻ phân chuồn quế. Bón cái phân mình bón như cây thì thấy nó rất tốt, mà nó, đất nó tơi xốp, rồi là cây nó không bệnh tật, đỡ bệnh tật. Thì mình thấy cũng như mình bón vườn mình thì nó hiệu quả. Còn có những hộ gia đình cũng lấy ở phân ở đây về bón thì cũng hiệu quả như vậy luôn. Hiện nay, một tấn phân chuồn quế được bán với giá 2,2 triệu đồng, dịch chun 60.000 đồng một lít.